Xin chào anh em. Đây là bạn nhân viên của mình. Thì hiện tại thấy bạn ấy đang sử dụng con Pro 7. Đây là một cái bàn phím bên ngoài, không sử dụng bàn phím của Microsoft. Bây giờ thì mình sẽ hỏi bạn ấy là lý do tại sao bạn ấy lại sử dụng bàn phím ngoài cho chiếc Surface Pro 7 của mình nhé. Lý do gì vậy? Thứ nhất thì cái bàn phím của Surface của Pro 7 thì em thấy rất là tiện, bởi vì nó sẽ gắn liền với máy. Đúng. Em sẽ mang đi bất cứ đâu và em sẽ dùng rất là thoải mái. Tuy nhiên thì em làm công việc liên quan đến content nên phải gõ rất là nhiều. Thế là cái trải nghiệm ở trên bàn phím Surface TrackCover thì nó chưa được tốt lắm. Thì em đã sử dụng một chiếc bàn phím ngoài để có cái cảm giác gõ nó tốt hơn. Ok, em gõ thử xem nào. Đây, ví dụ em gõ một cái, ví dụ đó, thì cảm giác gõ nó tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên là việc khi mà em muốn sử dụng thì em sẽ phải mang đi mang lại, nó khá là bất tiện cho em. Công nhận là khá là bất tiện đấy, tại vì nó không gắn vào đúng không? Và cái bàn phím này vào. Anh em nhìn này, bàn phím cơ mà nên nó khá là dày, dày và khá là nặng nữa anh ạ. Em mua bàn phím này bao nhiêu tiền? Em mua khoảng 2,5 triệu anh ạ. 2,5 triệu. Vâng. Của thương hiệu gì đấy? Em mua của Keydot, đây là bàn phím NZ80. Đây anh có thể xem. Đây, anh em thể xem mã nếu mà anh em muốn mua nhá. 2,5 triệu là mới hay cũ? Em mua mới anh ạ. 2,5 triệu mới à? Vâng. Okay. Nếu mà tầm 2,5 triệu thì nó rẻ hơn bàn phím của Surface một chút nhỉ? Vâng. Nhưng mà nó cũng bất tiện, hơi bất tiện. Hơi nhưng bất mà đổi lại là sẽ được cảm giác gõ. Ừ. Còn Surface TrackCover thì gắn liền với máy rồi thì sử dụng rất là tiện. Đó, không có gì để bàn cả. Ok. Phiên bản Surface Pro 7 của em là đang sử dụng cấu hình gì? Em đang sử dụng i7 16 và 256GB. Và em sử dụng khoảng được hơn 1 năm nay rồi và máy thì hoạt động khá là trơn tru. Em sử dụng Windows 11 thì máy rất là mượt mà, không có, hầu như là không có vấn đề gì cả. Và em rất là thích chiếc máy này. Nó okay. Rất là phù hợp với cả công việc. Ok, cảm ơn em. Chào tạm biệt anh em nhé.